Xin chào quý vị các bạn, trên hình bạn thể thấy để chọn bộ những cái linh kiện trên điện thoại Oppo A91 đang chờ thay mới sửa chữa tại Di động Cao cấp.vn. Di động Cao cấp.vn có rất nhiều video hướng dẫn chi tiết cụ thể cách tháo lắp thay mới sửa chữa các linh kiện trên điện thoại Oppo A91. Ở video này, Di động Cao cấp.vn không nói về cách tháo lắp thay mới mà chỉ giải đáp một số những câu hỏi thường gặp của quý vị các bạn liên quan dịch vụ sửa chữa điện thoại Oppo A91 đang thực hiện tại Di động Cao cấp.vn. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần cứng phần mềm trên điện thoại Oppo A91, quý vị các bạn đừng ngần ngại liên hệ đường dây nóng tư vấn sửa chữa 0961234534 để được hướng dẫn tư vấn chi tiết cụ thể cách phục các lỗi sự cố trên điện thoại Oppo A91. Câu hỏi đầu tiên liên quan dịch vụ sửa chữa điện thoại Oppo A91 là tôi ở xa, tôi không có điều kiện đến với Di động Cao cấp.vn. Tôi muốn sửa điện thoại Oppo A91 có được hay không và làm như nào? Hoàn toàn được, quý vị các bạn chỉ cần liên hệ đường dây nóng tư vấn sửa chữa 0961234534. Chúng tôi sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết vị các bạn các cái lỗi sự cố trên điện thoại Oppo A91 của vị các bạn đang gặp phải. Quý vị các bạn đồng ý phương án sửa chữa tại Di động Cao cấp.vn thì một là chúng tôi sẽ gửi máy qua đường bưu điện để gửi các linh kiện sửa chữa máy qua đường bưu điện. Quý vị các bạn nhận được, quý vị các bạn mới phải thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Hai là chúng tôi sẽ nhận máy, tức là các bạn gửi máy qua đường bưu điện đến cái địa chỉ của Di động Cao cấp.vn. Chúng tôi nhận máy sửa xong, chúng tôi sẽ gửi ngược lại địa chỉ quý vị các bạn yêu cầu. Quý vị các bạn nhận được, quý vị các bạn mới phải thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Câu hỏi thứ hai là khi tôi sửa điện thoại Oppo A91, tôi đến có sửa luôn hay không, có phải chờ đợi lâu hay không? Các bạn đến có thể sửa luôn, không phải chờ đợi gì. Có sẵn tất cả các linh kiện thay mới sửa chữa với các bạn, do đó quý vị các bạn không phải chờ đợi lâu. Quý vị các bạn chỉ cần đến là có thể thay mới sửa chữa cho quý vị các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Khi tôi sửa điện thoại Oppo A91, sửa xong có được bảo hành hay không? Được bảo hành bao lâu? Quý vị các bạn sửa xong quý vị được bảo hành 3 đến 18 tháng, mặc định thay xong được bảo hành 3 tháng. Còn nhiều hơn lên tới 18 tháng thì quý vị các bạn mua thêm các gói bảo hành khi mà thay sửa điện thoại Oppo A91. Khi tôi sửa điện thoại Oppo A91 thì các dữ liệu trong máy có bị mất hay không, có bị ảnh hưởng hay không? Tất cả dữ liệu trong máy quý vị các bạn còn nguyên, không bị ảnh hưởng, không bị mất mát bất cứ một cái gì cả. Trên đây là một số những câu hỏi thường gặp liên quan dịch vụ sửa chữa thay mới điện thoại Oppo A91. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn, tư vấn rõ hơn về dịch vụ sửa chữa điện thoại Oppo A91, quý các bạn vui lòng liên hệ 0961234534 để được kỹ thuật viên tại Di động Cao cấp.vn tư vấn rõ hơn, cụ thể, chi tiết hơn quý vị các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video tại Di động Cao cấp.vn, địa chỉ cung cấp link phụ kiện của điện thoại Oppo A91 hàng đầu hiện nay. Xin cảm ơn quý vị các bạn.